What's up? Xin chào 500 anh em. Chúc em có một năm mới an khang thịnh vượng, gặp nhiều may mắn và có thật là nhiều tiền để mà còn sắm gear bên Boss Gear chứ, đúng không nào? Hôm nay thì mình sẽ cùng mở hộp cho anh em một con bàn phím cơ khá là ngon đến từ hãng Indra. Mình thấy là trong năm nay ra rất là nhiều loại sản phẩm khác nhau và nó sẽ đủ các loại phân khúc luôn. Và nó đáp ứng hầu hết tất cả các nhu cầu của các anh em. Và thực sự là thằng Indra này ra rất là nhiều mẫu mã. Rồi không nói nhiều nữa, mình sẽ cùng mở hộp chiếc bàn phím EK387 phiên bản Pro nhé. Let's go! Đầu tiên thì các bạn có thể nhìn thấy bên ngoài vỏ hộp của nó có một chút khác biệt, đó là thêm mã Pro và cái thiết kế của nó sẽ là màu tím, màu đen như thế này, nhìn khá là chuyên nghiệp đúng với cái dòng chữ Pro. Và nó cũng loại bỏ đi cái logo hình con rồng của thằng Indra. Đó, cái hộp của nó khá là đặc biệt. Bây giờ mình sẽ xem thử trong hộp có những cái gì nhé. Đây chính là những thứ mà có sẵn ở trong hộp chiếc Indra AK387 Pro. Thì chúng ta đã thấy một sự khác biệt rõ ràng. Ngoài một cái bọc thì chúng ta sẽ có thêm một cái tấm nhựa khá là mỏng như thế này. Tấm nhựa này thì giúp cho chúng ta có thể chắn vào chiếc bàn phím khi mà mình không sử dụng để cho nó đỡ bụi. Khá là hay. Rất ít nhà sản xuất mà có trang bị thêm một cái miếng nhựa chống bụi như thế này. Ngoài ra thì chúng ta sẽ có thêm một cái dây cáp rời. Mình sẽ nói về cái dây cáp rời này sau. Và sẽ có thêm một cái nhổ ki cáp nhỏ nhắn như thế này nữa. Ok, sẽ không còn gì hết. Ngoài chiếc bàn phím ra, quay trở lại chiếc bàn phím EK387 Pro này, thì như các bạn nhìn thấy thì đập vào mắt chúng ta sẽ là một cái thiết kế tối giản cũng như là một cái bộ keycap rất là đẹp, phối màu giữa màu xám này người ta gọi là xám khói và một cái màu đó là màu đen. Đặc biệt hơn nữa là cái chữ của nó sẽ là in màu trắng. Và đó cũng chính là cái điểm khác biệt lớn nhất giữa con EK387 bình thường và EK387 Pro, chính là đến từ những cái keycap như thế này. Và bây giờ mình sẽ nói thêm tổng thể sơ qua về cái thiết kế trước. Thì chúng ta vẫn thấy là một cái thiết kế build khá là chắc chắn từ cái đời EK387 Rainbow đến giờ. Đó, một cái kia build kiểu dạng classic, vẫn có logo ở đây. Vẫn là cái kiểu đóng hộp như thế này, rất là cứng cáp. Đó, vẫn có 3 đường đi dây, tuy nhiên thì chúng ta sẽ có một cái rãnh ở đây để cắm dây vào. Tại vì nó đang sử dụng lại cáp rời. Và cái dây này sẽ được trang bị là cổng tai si luôn, khá là ngon. Ngoài ra thì nó sẽ không có gì đặc biệt hết kể về cái build của em này. Vậy cái điều đặc biệt sẽ đến từ đâu? Đó chính là cái bộ keycap. Đây, mình sẽ quay lại cho các bạn xem. Đây chính là bộ keycap PPT nha các bạn. PPT là một cái chất liệu keycap thuộc dạng cao cấp. Nó sẽ rất là cứng và nó sẽ không có bị bóng theo thời gian sử dụng. Đặc biệt hơn là cái keycap này được đúc khá là dày và nó sẽ được đúc double shot, tức là sẽ đúc hai lớp nhưng mà đều là nhựa PPT, tức là cái lớp màu trắng ở phía trong này cũng là nhựa PPT luôn, dẫn tới sẽ là có một cái cảm giác cực kỳ chắc chắn, chắc hơn nhiều so với những cái keycap mà nhựa PPT thông thường. Về cái bộ keycap này, nếu như mà các bạn có tìm hiểu về những bàn phím cơ thì những con bộ keycap này khá là mắc. Giá ngoài thị trường thì nó dao động khoảng tầm 500 ngàn. Đó, riêng cái bộ keycap này thôi nhé. Là đã giá 500 ngàn rồi. Như các bạn đã thấy là khi mà double shot, đúc PPT thì những cái ký tự của nó rất là sắc nét. Khác xa với những cái ký tự mà như các bạn thấy ở những cái con keycap để tiền khác. Để mình lấy ví dụ thêm một con keycap khác nhé. Đây, như các bạn đã thấy thì đây là con keycap ABS double shot, thì như các bạn nhìn thấy cái ký tự của nó tuy rất là to nhưng mà cái độ sắc nét của nó thì không bằng được những cái con keycap như thế này. Đây chính là cái điểm đặc biệt của con bàn phím và cũng là cái điểm đáng tiền nhất trong chiếc bàn phím này. Về switch thì em này vẫn đang sử dụng là blue switch của thằng Otemu. Blue switch này thì vẫn cho cái cảm giác gõ kêu khá là to và nó khá đanh. Tuy nhiên thì cái switch này lại là switch rẻ tiền cho nên là khi mà gắn vào chiếc bàn phím này thì có vẻ không hợp lý cho lắm. Nếu như mà các bạn nào chịu chơi thì có lẽ nên mua chiếc bàn phím này về và thay một cho nó một cái bộ switch nào đó tuyệt vời hơn, ngon lành hơn thì sẽ cho một cái trải nghiệm perfect hơn rất là nhiều. Ngoài ra thì bàn phím này sẽ được trang bị thêm một cái bộ dây cáp rời khá là chất. Đây, như các bạn đã thấy, Indra là một trong những cái bàn phím mà mình thấy có lẽ rất là hiếm hoi ở Việt Nam mà trang bị cho chúng ta một cái dây cáp rời chất lượng như thế này. Đầu tiên thì chúng ta phải kể đến nó là được bọc dù hoàn toàn và nó sẽ là dây cáp xoắn.
Dây kép xoắn thì được cái lợi thế của nó chính là khi mà các bạn kéo dài hay là đó như thế này, hay là co vào thì nó sẽ gọn gàng chứ nó không có rối rắm như những chiếc dây cáp bình thường. Đầu USB của em này cũng sẽ được mạ vàng luôn nha các bạn. Vì đây là chuẩn dây cáp Type-C cho nên là các bạn có thể cắm sử dụng luôn cả cho những thiết bị dùng cáp Type-C khác. Cũng có cả một cái băng keo để chống mình có thể quấn dây chống rối ở đây. Tuy nhiên thì cái dây cáp này nó cũng sẽ không rối rồi. Cái băng keo này có vẻ hơi thừa. Ngoài ra còn một cái điểm nữa thì có lẽ là do con này đang sử dụng cái cáp BBT Double Shot đẹp như thế này cho nên nó sẽ không được trang bị LED. Thường thì những chiếc bàn phím mà sử dụng cái cáp BBT thì ít khi được trang bị LED lắm nha các bạn. Tại vì nó sử dụng một cái bộ cái cáp khá là ngon rồi và Double Shot kiểu BBT như thế này thì càng không cần thiết tại vì nó sẽ không xin LED. Vậy thì tổng thể thì nó sẽ khá là giống con bàn phím EK387 bình thường. Tuy nhiên thì khi mà lắp cái bộ keycap này vào, chúng ta sẽ có một cái trải nghiệm gõ cực kỳ đã. Bây giờ mình sẽ thử cho các bạn xem nhé. Đấy, như các bạn đã thấy là mình đã test tiếng gõ của con bàn phím này, nó khá là đầm và nó nghe rất là đã tai. Cái cảm giác gõ nó thực sự là được cải thiện rất là nhiều so với cái phiên bản cũ của em này. Và mình phát hiện ra một cái bí mật nữa, đó là những cái stab của những con nút dài này thì IDRA đã tinh tế lúc nhẹ cho nó một chút. Lúc nhẹ tức là gì? Lúc tức là nó sẽ bôi trơn hai cái stab ở hai bên đây. Nó sẽ có một chút cái dầu bôi trơn đã được bôi sẵn lên cái stab như thế này. À, mình sẽ quay cho các bạn coi. Đấy, chính nhờ những cái dầu bôi trơn này mà giúp cho hai cái stab nó sẽ hoạt động trơn tru hơn và ít tiếng sạn hơn rất là nhiều so với lại phiên bản cũ. Đấy, và đó cũng sẽ là một cái điểm nâng cấp tuy là rất nhỏ nhưng mà cực kỳ đáng giá. Về cái em bàn phím EK này thì hầu như không có gì khác so với bàn phiên bản bình thường. Tuy nhiên thì phiên bản Pro này chỉ được nâng cấp thêm một chút về keycap. Keycap sẽ là keycap PPT phối màu rất là đẹp như thế này và sẽ được double shot PPT luôn, cực kỳ ngon. Đặc biệt hơn là nó sẽ được lúp nhẹ các stab và sẽ được tặng kèm một cái dây cáp rời, cực kỳ ngon. Nếu như mà các bạn không thích dây cáp này thì các bạn có thể sử dụng bất kỳ cái dây cáp Type-C nào trên thị trường để mà sử dụng. Vậy chiếc bàn phím này sẽ hướng tới những đối tượng không thích sự màu mè và thích sự trải nghiệm mượt mà và cũng như là cái cảm giác gõ cực kỳ ngon của chiếc bàn phím, và đặt cái trải nghiệm bấm phím lên hàng đầu chứ không có thiên về LED cũng như là không có thiên về các cái sự màu mè. Vậy nếu với cái tầm giá dưới 1 triệu thì các bạn có thích chiếc bàn phím này không thì hãy để lại comment ở phía dưới phần bình luận nhé. Hiện tại thì con này đang khá là hiếm ở trên thị trường Việt Nam, có rất ít nơi bán và nếu mà các bạn muốn mua thì có link ở phía dưới phần mô tả nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video, nhớ like, share và subscribe ủng hộ kênh Boss Gear. Nếu như các bạn muốn xem thêm các video review của Boss Gear về các thể loại gaming gear thì các bạn có thể xem video ở phía bên tay trái đây hoặc là phía bên tay phải đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video. Bye bye!